Ăn được cái chỗ hàng kia mà khoán được mà, nó vào nhau mà, vào á, vào mà, tao đang cho vào đấy, vào thì mày khoan luôn đi chứ, đang vào mày không biết à? Khoan luôn chứ tao còn đang vào dần dần đây mày không biết à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi lên, mình cứ đi theo cứ bắt đầu anh bên cạnh của đây hả? Dạ. Này, đây chút đấy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chồng mà mày cũng nói. Là con không biết chọn đâu, để con chọn. Tiền mất nhỉ? Tiêu. À, chúng mày hai mẹ con tưởng là ăn ngon lắm mà không ngon đâu nhá. Tí chúng mày chụp cái tay tao. Tao sẽ lấy hết cái đồ của bọn mày. Cái đồ gì trong túi. Cái đấy đấy.
chú hấu rồi. Có cả quả chanh, đây chanh nhá, quả chanh đấy. Quả chanh. Lại được quả dưa hấu. Ăn mấy sáng trời còn không hết mà có sợ họ qua đường nhỉ. Cứ nhanh đi. Lấy gạch cái. Vâng, sẽ anh để em đặt hết bên này em đi nhé. Vâng. Vâng, sẽ em đi đây. Vâng. Thank you.
Em làm sao bị này nhỉ? Em ơi. Em ơi, em bị sao đấy? Em. Em bị sao ấy? Sao? Mẹ. Em ơi. Đâu mẹ bị làm sao? Mẹ con bị làm sao? Mẹ con sao ngất này? Hả? Mẹ bị ai đánh phải không? Em ơi. Em bị sao ấy? Em ơi. Mẹ em bị mẹ con bị sao? Mẹ con bị sao? Ai đánh mẹ con? Hả? Em ơi tỉnh đi. Em ơi. Em bị sao đấy? Em bị làm sao nhỉ? Mẹ con bị làm sao nhỉ? Hả? Em ơi. Em bị sao? Tỉnh đi em ơi. Ôi, bị làm sao rồi? Em bị làm sao? Tỉnh. Bị làm sao? Em bị sao ai đánh? Ai đánh rồi? Đau lắm rồi. Ai đánh mẹ? Ai đánh mẹ? Mẹ tỉnh rồi nhặt. Em thấy đỡ chứ hả? Cái đầu đuôi bây giờ em có nhớ gì không? Em lúc nãy đi chợ về em có một cái gùi đấy. À thế em. Thế em có nhớ ai đánh em không? Em không biết ạ. Em đi trong tử dương thấy cái gì bọc vào đây một phát rồi. Thế là em ngất luôn. Con có biết ai không? Con cũng không biết. Con cũng không biết con, đúng không? Con có bị sao không? Con bị ngâm bừa thì ăn đánh và thôi con ngất xỉu. Con cũng ngất xỉu. Con không biết gì nhỉ? Thế em cũng không biết gì nhỉ? Em cũng không biết gì luôn. Thế này em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. May có anh. Thì em khỏe là điều rồi. Em đứng dậy đi. Con biết ai. Thế dép nuôi đâu? Đây. Vui của em chả biết ai trộm hết rồi. Đấy của con đây nhỉ. Còn có cái túi bóng không chả biết con thịt ai. Em đi chợ vừa mua cả thịt cả hoa quả cho con cũng không biết ai trộm hết rồi. Còn gì nữa. Hoa quả của con ở trộm hết rồi. Mất hết đồ rồi. Có tiền em để trong túi này cũng không thấy rồi. Không biết ai trộm cả tiền em luôn. Cảm ơn anh nhé. Thế anh đưa về nhé. Không cần đâu, em tự về được. Em có tự về được ạ? Em có tự về được. Thế em cảm ơn anh nhé. Em để cẩn thận nhé. Em còn không biết gì luôn ấy. Em có về được rồi, anh có việc thì anh cứ về nhé. Vâng, anh về. Cảm ơn anh nhiều nhé. Con gái chồng mang cho mẹ nhá. Chồng giỏi, chồng nhiều vào con nhá. Chồng cho con đi. Thế mai về chồng tiếp nha, đi về tắm nước đi nhỉ. Ôi, tay bẩn hết rồi. Con bà chú đi, bà chú đi về. Chú ơi, đi về. Vâng. Đi thôi anh ạ. Đi về thôi anh ơi, tối rồi. Mấy cháu cuốn ở đâu rồi nhỉ? Xong rồi nhỉ. Yeah.
Mở to nước mà nó đau rồi em. Anh đi tắm nước nhá. Em đi rồi, em đi làm nấu mì ăn đây. Anh ăn mì ấy. Thì em đi nấu mì nhá, anh đi tắm. Hôm nay con mẹ đi nấu mì, con ở đây đợi mẹ nhá. Con đi theo mẹ nấu mì không? Mình đi thôi nhỉ. Con ơi. Không được ra đường nhá, xe nhá con nhá. Con đi tới trường chú. Chú đang tắm nước kìa. Em đang làm gì đấy? Em tắm nước xong rồi. Em nấu cái gì? Ấy, cuốn này không lại gần đây nhá, mở bắn. Để anh nấu đi. Mà quay sát cà chua hay đấy. Để tiết kiệm tiền đó mới bắt được. Ừ. Con ơi, con đây đúng không? Ừ, đâu. Đây nha. Đúng rồi. Cẩn thận ngá nhé, Cún ơi. Ăn được tao thịt không? Ừ. Ăn đi con. Lần sau là chan nước không à Cún? Ừ. Con nhanh nhanh về rằng đi. Hết chưa? Đấy. Cún ngủ lắm chưa? Chưa. Cún ngủ á?
Nãy anh đi lấy của nhà ông bác của anh ấy. Nhà bác của anh ở bên kia cùng cái đường này này. Anh đi lấy về cho em đi bán này. Anh lấy vào đây. Anh lấy vào đây mang đi bán. Xong là tí nữa anh đi cùng các bác này. Cầm lấy để chú dọn cái trang này. Ui, đây còn ô tô nữa này. Wow, nhiều ô tô thế. Không, cái này chắc là xe độ đấy, chú ạ. Xe độ này. Đây, siêu xe. Hai hàng siêu xe. Vâng, để chú đuống cái này đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, mẩn này. Con sang bên này đi. Mẩn. Xin chưa? Xin. Con xin mẹ, khoanh tay vào. Khoanh tay chứ. Con xin mẹ. Mẹ nhá, yêu ra đây. Con đi ăn cái cánh đây. Vâng, đây này mẹ mua cả cà chua này. Mua cả thịt lợn này. Mua cả chanh nữa. Mẹ đi cắt đồ đấy nhá. Con ở đây nhá. Cũng được rồi. Để em hộ được. Hôm nay chú ấy có anh cái anh gì cao to đẹp trai kia đen đen kia không về rồi anh? Đen đen kia hôm nay nó bị tên. Về đây mày bảo. Và cả Quỳnh Anh về đi. Bye chú đi, bye chú xong mình về. Bye nhá. Mẹ ơi, đứa bên nào để tay chưa? Vâng, con ướt rồi à. Thế về nhà mày tắm nước cho nhá. Em đi về nhá. Ừ, em đi về nhá. Nhanh cái tay lên cho nào. Vâng, để em trộn tí đã anh ơi. Nhanh nhá con nhá. Đi mua trứng cái thịt xào mình đắng lên.
Mình đo cái côn là nhờ lấy sắt về để làm bàn tay. Đo sắt để làm bàn tay không là đo được cả côn. Hay ngôi nhà của em có các bác xây không là ấy, còn không có nhà mà ở. Này. Cơm nhỉ? Cả năm chủ nhà ăn trước đi. Vợ em nấu cơm xong rồi bảo cái cuốn xong đây bảo các bác về chắc tay. Chắc tay học cùng vậy. Còn đây rồi. Em qua đấy tắt cái bếp của em. Vâng vâng. Hay mà cho đạp mẹ nhiều nhá, đạp mẹ nhiều mẹ đau đấy. Anh lên trên kia anh lấy ít vật liệu nhá, em đi ở đây với các bác thợ làm nhé. Thank you.
chào em. Bằng bằng để chỗ đấy. Quá tiền. Chú dân kia. Dân kia. Này cho đấy. Này cho đấy. Này cho đấy. Em bị giật chân chân thôi. Em có bị làm sao không? Ôi trời ơi. Để anh bỏ nhá chứ. Ôi. Em có bị làm sao không? Không sao đâu. Hả? Đau đau à? Để anh bóp chân đi. Chân mềm. Chẹn ra chuyền ngon ngon rồi. Có đổ ra tận bên ngoài kia không anh? Có đổ đến đây thôi. Đúng rồi đây. Nhanh cái tay lên. Anh chờ. Chơi về rồi. Vâng, em đi cùng anh về. Đi cùng anh về á? Vâng. Anh đâu vậy? Anh xuống mua mì tôm ấy. Vâng. Con đi chơi chị Quỳnh Diệp về thích không? Để nhờ đây nhé. Cho vâng. Cho anh về cùng được không? Vâng. Em có chở được không? Nó đây anh chở cho. Cũng người chắc nhá. Anh đi quán về anh đi mua được ít mì tôm này. Không kẹo này.
này là của cái đứa em Quỳnh Diệp, nãy anh vừa đi mua mì tôm ra thì gặp ở ngay trước cửa kia luôn, còn chờ cái anh về đây. Ở sao anh đi tắm thôi đi. Ừ, đấy. Anh tắm xong đây đấy. Đâu gọi lên. Anh đi tắm luôn em nhé. Đấy, em đứng đi. Con đi ra chỗ tắm nha. Đây này em ơi, nãy anh đi mua mì tôm cho tiền này. Nó cứ đòi yêu em bé. Con vừa yêu em bé không? Con có thích em bé không? Mẹ cắt tiền đấy nè. Con thích em bé không? Cái này biết phụ mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ con nhiều xúc xích vào nhé. Vâng. Con nhiều vào. Mẹ ơi. Vâng. Đói. Dạ. Đói. Đói không? Con có lấy thiêu không? Con có lấy thiêu không? Mẹ ơi. Ui. Bây giờ mặn rồi. Mẹ ơi, không biết ai bảo con mở ra ấy. Cuốn ăn đi, ăn nhiều vào nhé, cuốn nhé. Cũng bạn nhiều mắm nha. Vâng. Ăn cuốn kia rất nhiều. Vâng. Chú ơi, tay nhớ đi. Vâng. Mở nước nhiều mới sạch chưa con? Mở nước xả nhé. Sáng rồi. Mẹ ơi lại đi chợ. Mẹ ơi lại đi chợ. Lại yêu em bé. Muốn thích lắm nhé. Anh cũng muốn yêu em bé nữa. Là nằm mà đạp em nữa. Thằng mình. Thế có đi không? Có. Đóng cửa bao nhiêu rồi nhỉ? Anh chúng tớ đang xây nhà bếp. Con ơi, con ở đây đợi mẹ nhé. Nhá. Mẹ trèo lên lấy mít nhé, nhớ chưa? Dạ con đâu. Con này. Con ở dưới này đợi mẹ nhá, mẹ lấy túi với lấy cái cân ra đã nhá. Thì đang thiếu một ít dây giáo, thằng em phải đi mua ít dây giáo. Khoảng 1 cân để mai anh còn bắt giáo bên này. Thank you.
nha, mẹ lấy thêm 1-2 quả nữa nha. Tí mới kéo được mẹ. Đi ra một tí mới kéo được mẹ. Đấy nha. Con cầm cái cân cho mày đi. Đi ra con ơi. Về đây mày cầm, qua đây. Đi. Muốn ngon tự đi mà làm nhá. Hết 2000 giải vi cho. 2000. Hôm nay em về lấy cái gì? Trả vô không 2000, trả được 2-3000. Giờ đang làm ra như người làm là cái chuyện gì nó gọn thế gì nó lạc đồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.